cực đã. Bình giữ nhiệt 500ml Inac, 304 đèn LED cảm ứng hiền, thi nhiệt độ, siêu tiện lợi. Bình giữ nhiệt 500ml Inox 304 với đèn LED cảm ứng hiển thị nhiệt độ, tiện lợi và hiện đại. Chất liệu bền bỉ, an toàn, giữ nhiệt tốt. Đèn LED hiển thị nhiệt độ chính xác. Thiết kế nhỏ gọn, lý tưởng mang theo khi đi làm, học hay du lịch. Tốt quá! Băng keo nano hai mặt siêu dính trong suốt, siêu tiện lợi, được mọi người mua nhiều. Băng keo nano hai mặt siêu dính trong suốt là giải pháp đa năng và tiện lợi cho nhiều nhu cầu gián kết trong cuộc sống hàng ngày. Với độ bám dính cực mạnh, sản phẩm dễ dàng gắn kết các vật dụng mà không để lại dấu vết, giữ cho bề mặt luôn sạch sẽ và gọn gàng. Chất liệu trong suốt giúp duy trì thẩm mỹ cho không gian, phù hợp cho việc trang trí, sửa chữa và tổ chức đồ dùng trong nhà, văn phòng hay xe hơi. Băng keo này còn dễ sử dụng, có thể cắt theo kích thước mong muốn và tái sử dụng nhiều lần sau khi rửa sạch bằng nước sản phẩm giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức mang lại sự gọn gàng và tiện lợi cho không gian sống và làm việc